Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta. Với những kết quả đã đạt được, hoạt động này tại thành phố Ninh Bình đang không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu máu trong điều trị tại các cơ sở y tế mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Đây là lần thứ 29 ông Vinh tham gia hiến máu tình nguyện. Với tinh thần thương người như thể thương thân và quan niệm một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Những năm qua, khi có đủ điều kiện là ông lại tham gia hoạt động ý nghĩa này. Ngoài các đợt hiến máu tập trung, ông còn tham gia ngân hàng máu sống để có thể kịp thời giúp đỡ những trường hợp khẩn cấp. Một đợt nửa đêm rét căm căm, khoảng 6 độ, cái năm rét nhất đấy, 6-7 độ đấy là có ông chủ tịch phường Ninh Khánh gọi đi là hiến máu để cứu người. Thì tôi xuống bệnh viện sản nhi đấy là chúng tôi làm luôn. Và một lần nữa là giữa trưa hè, nắng 37-38 độ, tôi gọi tôi là tôi sẵn sàng lên đường luôn. Còn với gia đình bà Thảo, ông Danh thì đây là lần thứ 15 tham gia hiến máu tình nguyện. Họ hiểu việc hiến máu không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo cao cả, mà khi thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ còn kích thích tủy sinh ra máu mới, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Tôi nhận thấy giọt máu của mình là khỏe mạnh, có thể cứu được rất nhiều người. Tôi mong muốn là đem lại sức khỏe cho mọi người và muốn lan tỏa đến mọi người để cùng những cái ngày hoạt động hiến máu như này thì mong mọi người cũng tham gia. Việc làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đã giúp phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thành phố Ninh Bình đạt được kết quả đáng trân trọng. Từ đầu năm đến nay, hơn 1.600 lượt người đăng ký tham gia với hơn 1.230 đơn vị máu đã được hiến tặng, đạt 117% kế hoạch đề ra. Thành phố đã có 2 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, nhiều điển hình đã được tôn vinh khen thưởng. Chúng tôi triển khai quán triệt từ ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện của thành phố đến ban vận động các xã phường. Và thông qua việc quán triệt tổ chức đó thì tạo sức lan tỏa đến các tình nguyện viên. Chúng tôi cũng đã quán triệt rất cụ thể, xây dựng chỉ tiêu, phân bổ chỉ tiêu cho các tổ chức hội chữ thập đỏ, các trường, các tổ chức hội xã phường trên địa bàn thành phố. Phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu về máu để cấp cứu điều trị cho người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn cao cả trong cộng đồng.